Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì Duy sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 với một màu sơn cực kỳ độc. Và cái màu sơn này đã từng được Mercedes-Benz sơn trên những cái dòng xe S-Class huyền thoại rất là lâu rồi. Và mãi đến bây giờ thì cái màu sơn đó mới được chính thức quay lại với những chiếc xe Mercedes-Benz S-Class và S-Class Maybach. Đó chính là cái màu sơn Emerald Green, hay còn gọi là cái màu xanh ngọc lục bảo. Thì các bạn chỉ thấy được cái màu xanh ngọc lục bảo này trên những chiếc xe S-Class và S-Class Maybach mà thôi. Và rất ít là những chiếc xe ở Việt Nam lăn bánh ở ngoài đường với cái màu sơn ngọc lục bảo này. Bởi vì là khi mà các bạn order cái màu sơn này thông thường phải chờ đợi khá là lâu. Và hiện tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy đang có sẵn một chiếc xe Maybach S450 với màu xanh ngọc lục bảo này. Và không dài dòng nữa, Duy sẽ dắt các bạn đến ngay cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 với cái màu xanh ngọc lục bảo đặc biệt này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 màu xanh ngọc lục bảo. Thì với cái màu xanh ngọc lục bảo thì khi mà đậu ở trên trong showroom này thì hầu như là chúng ta sẽ không phân biệt được đó là cái màu xanh đâu. Bởi vì mặc dù là cái khi mà xe đang đậu ở trên showroom thì ở trong showroom này không phải là ánh sáng yếu, bởi vì các mặt của showroom của chúng ta đều là mặt kính hết, ánh sáng vào khá là đầy đủ. Nhưng mà do là vẫn là ánh sáng dạng ánh sáng gián tiếp các bạn, chứ không phải ánh sáng trực tiếp. Nếu mà nắng nó gọi vào đúng là chiếc xe thì chúng ta mới thấy được là cái màu xanh ngọc lục bảo này nó mới phát huy lên đó. Thì ở điển hình là ở trong showroom Duy hiện tại bây giờ cũng có hai chiếc xe màu đen, thì Duy cũng sẽ cho các bạn xem coi các bạn có phân biệt được giữa màu xanh ngọc lục bảo và màu đen hay không. Đây đó, hai chiếc xe đang đậu ở dưới là các bạn thấy là nó có màu đen luôn, đen là đen tuyền luôn các bạn nhé. Đó, còn quay lại là quay lại chiếc xe S450 Maybach của chúng ta. Thì chắc chắn luôn các bạn sẽ không phân biệt được qua cái ống kính đâu. Mặc dù khi mà Duy đứng ở thực tế bên ngoài thì Duy cũng sẽ không rất là khó phân biệt được rồi. Nếu mà không nói gì thì chắc chắn là mọi người nghĩ nó là cái màu đen thôi. Thì một lát nữa Duy sẽ xuống gần chiếc xe hơn, và ở những cái góc nhìn khác nhau thì Duy sẽ cho các bạn thấy được cái màu sơn này nó sẽ thay đổi như thế nào. Đó, và một cái điểm nữa là khi mà nhìn từ xa như thế này nè, chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này các bạn nhìn thấy rất là dài luôn các bạn. Bởi vì là cái chiều dài của chiếc xe này gần đến 5,5 m. Và đặc biệt nữa là khi mà nhìn từ xa thì chiếc xe Maybach S450 này sẽ trông nổi bật hơn rất là nhiều. Bởi vì là cái cột chữ B hiện tại bây giờ là được mạ chrome đó, cho nên là khi mà chúng ta nhìn từ xa chúng ta sẽ thấy được là chiếc xe Maybach của chúng ta tách biệt giữa khoang trước và khoang sau rất là rõ đó. Và đồng thời nữa là một cái điểm mà nhận biết được cái xe Maybach với lại cái chiếc xe S sedan thông thường á, thì cũng là cái khoang sau luôn các bạn. Bởi vì cái cửa của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này các bạn sẽ thấy là gần như là cái cửa thẳng mép và vuông góc luôn. Cho nên là cái việc mà đi vào đi ra của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này thì rất là dễ dàng và thoải mái luôn. Đó là một cái điểm mà đặc biệt chỉ có trên chiếc xe Mercedes-Benz Maybach thôi, mà đối với những tất cả những chiếc xe sedan thông thường khác của Mercedes-Benz thì đều không có điều này. Cái logo Maybach thì vẫn ở bên hông cái cột chữ C các bạn. Và một điểm mà làm cho chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này trông ấn tượng và VIP hơn rất là nhiều thì các bạn sẽ thấy là ở cái phần mà khoang sau của chiếc xe thì đều được trang bị cái kính cách nhiệt màu tối.
Đó, khi mà chúng ta di chuyển bên ngoài đường thì chắc chắn mọi người ở bên ngoài không thể nhìn thấy được phía sau của chiếc xe đang là ai, đang ngồi trong đó là ai. Rất là riêng tư. Và một cái điều nữa là cái kính khoang sau màu tối này làm cho chiếc xe Mercedes-Benz Maybach của chúng ta sẽ trông ngầu hơn và sang trọng cực kỳ. Đó, các bạn thấy không? Kính ở cửa cũng như cái kính phía sau cùng của chúng ta đều là cái kính màu tối. Thì bây giờ Di sẽ di chuyển gần hơn đến chiếc xe và Di sẽ cho các bạn xem chi tiết cái màu sơn của cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này. Ok. Ok, bây giờ Di sẽ đứng ở trước cái phần đầu xe cho các bạn xem trước nha. Thì cái phần đầu xe này là cái phần mà được ánh sáng chiếu vào nhiều nhất. Đó, thì các bạn sẽ thấy là như thế này. Thì do bây giờ là ánh sáng đang chiếu vào ngay cái cản trước của cái đèn pha ở bên tài. Thì ở đây là ánh sáng bắt đầu là trực tiếp vào đây. Thì bây giờ Di sẽ cho các bạn xem nè. Đó, khi mà đó các bạn thấy không? Ở bên trong có rất là nhiều những cái hạt ánh kim, rất là đẹp luôn. Đó, nếu mà zoom cận cảnh nè. Nè các bạn thấy không? Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Quá là đẹp luôn. Đó, nhưng mà khi mà chúng ta đứng ở một cái góc độ khác thì ánh sáng nó không được chiếu vào trực tiếp thì chiếc xe của chúng ta nó như là một cái màu đen thôi. Đó, thì cái màu sơn dịp lục bão này thì các bạn sẽ thấy không riêng vì gì ở trên chiếc xe Mercedes-Benz mà những cái dòng xe khác cũng có, nhưng mà nó sẽ khác một chút xíu các bạn. Cái xe của cái màu sơn này trên chiếc xe Maybach thì nó sẽ nghiêng về cái phần màu đen hơi nhiều. Nghiêng màu đen hơi nhiều. Chẳng hạn khi mà Di đứng ở góc độ này thì các bạn lại thấy nó là màu đen. Đúng không? Rất là khó phân biệt được cái màu sắc của chiếc xe này. Đó, thì khi mà chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 màu xanh ngọc lục bảo này di chuyển ở dưới trời nắng, ánh sáng nắng trực tiếp á, thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe trông cực kỳ đẹp và cực kỳ bắt mắt luôn. Cái màu sơn nó hầu như là không đụng hàng với bất kỳ những cái màu sơn nào khác. Đó, cái màu sơn này là cái màu sơn rất là huyền thoại của Mercedes-Benz rồi. Đã được Mercedes-Benz sơn cách đây mấy chục năm rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mới được Mercedes-Benz cho sơn lại trên chiếc xe S-Class cũng như là S-Class Maybach. Quá là đẹp luôn. Đó, còn nếu mà xe của chúng ta di chuyển dưới cái ánh nắng vàng của buổi chiều thì sao? Thì chắc chắn luôn, với cái ánh sáng màu vàng mà chiếu lên chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 màu xanh dịp lục bão này thì sẽ cho một cái màu cũng khá là ấn tượng. Còn một cái điều hiển nhiên là khi mà chúng ta đi vào buổi tối thì chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này cũng như là một cái màu đen thôi các bạn, không phân biệt được đâu. Đó, thì đã đi một vòng cái chiếc xe cho các bạn xem cận cảnh chiếc xe này lại một lần nữa. Mặc dù chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này thì Di đã chi tiết cũng như là review rất là kỹ ở những cái clip trước rồi, thì Di sẽ để là cái phần link của chiếc xe này ở trên cho các bạn, cũng như là để ở trong cái phần mà mô tả cho của chiếc xe này. Đó, các bạn sẽ thấy không? Ok, bây giờ Di sẽ đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này. Đó, đây là cái khoang nội thất thì với cái phối màu là cái màu nâu và màu đen thì trong cái xe Mercedes-Benz Maybach S450 này trông cực kỳ sang trọng luôn. Thì các bạn sẽ thấy cái màu rất là ít thấy cái màu nâu trên chiếc xe Maybach này. Đó, thông thường thì chúng ta chỉ thấy được cái phần nội thất màu kem là nhiều. Đó, thì Duy nghĩ là cái màu nâu của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này thì thứ nhất là mình trông cực kỳ sang trọng luôn, và thứ hai nữa là nó cực kỳ sạch sẽ luôn các bạn. Do điều kiện thời tiết ở Việt Nam thì các bạn thấy là đã biết rồi, thì do là không khí cũng đang không khí ở Việt Nam mình, chúng ta môi trường của chúng ta cũng không phải là trong lành, cũng như là rất là nhiều khói bụi, cho nên là khi mà chúng ta đi cái nội thất màu bay á, thì không tránh khỏi cái dơ đó các bạn, rất là khó vệ sinh. Và đồng thời nữa, khi mà chúng ta mặc những cái đồ mà có màu sẫm cũng như là quần jean hay gì đó thì cũng sẽ dính lên cái ghế da và khó là vệ sinh. Đó, thì cái nội thất của chúng ta nè các bạn thấy không, màu nâu và kết hợp với màu đen rất là đẹp luôn. Đó, thì cái phần mà đánh giá chi tiết của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này thì Di đã có nói khá là kỹ ở những cái clip trước rồi, thì các bạn xem lại cái clip này nha. Ok các bạn.
Vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem cái màu sơn rất là độc đáo của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này. Thì Di nghĩ là để mà cảm nhận tốt hơn cũng như là thấy hết được cái vẻ đẹp của cái màu sơn này thì các bạn nên đến trực tiếp cái showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Di. Chắc chắn các bạn sẽ bị thuyết phục ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Và đặc biệt cái màu sơn ngọc lục bảo này cũng là cái màu sơn rất là phong thủy, thì nó sẽ rất là phù hợp với những khách hàng thuộc mệnh hỏa hoặc là mệnh mộc. Thì để biết thêm các chi tiết về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể là gọi cho Di qua số điện thoại là 0914653979. Và các bạn đừng quên bấm nút like, share, nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.